trải nghiệm và đánh giá chi tiết B&O Bioplay H9. Bioplay H9 xứng đáng là một trong những chiếc tai nghe không dây đáng chú ý bậc nhất hiện nay trên thị trường tai nghe cao cấp. Để có được công nhận xét trên, B&O đã trang bị cho Bioplay H9 ba công nghệ đáng chú ý, đó là chức năng không dây, chức năng chống ồn và chất âm tuyệt vời. Bioplay H9 được trang bị công nghệ Bluetooth 4.2 cho khả năng kết nối không dây nhanh và phản hồi tốt. Nhờ vào trang bị Bluetooth mới mà H9 có thể mang âm thanh chất lượng cao đến đôi tai của bạn. Dĩ nhiên, bạn cần một nguồn phát với chất lượng đầu ra tương đối tốt. Về mặt khả năng chống ồn, chức năng chống ồn chủ động của H9 hoạt động cực kỳ hiệu quả. Khi đeo tai nghe lên thì gần như chức năng chống ồn sẽ triệt tiêu đi phần lớn các âm thanh bên ngoài và cho nền âm tĩnh lặng, giúp bạn thư giãn hoàn toàn. Tuy nhiên, một khi chức năng chống ồn đã bật thì chất lượng âm thanh khi nghe nhạc sẽ giảm đi đôi chút khi mà các âm thanh trắng đã được bổ sung vào. Đối với H9 thì các âm này khá nhiều. Về chất âm, Bioplay H9 cho âm bass khá giàu năng lượng, tròn, sâu và có uy lực. Tương tự như vậy, đối với treble cũng được H9 thể hiện khá nhiều về lượng. Đổi lại, phần mid có vẻ hơi ít năng lượng một chút và cho cảm giác hơi vi sét một chút. Một số những thông tin cơ bản về Bioplay H9 như kích thước 197x225x40mm, cân nặng 295g, củ tai nghe Dynamic 40mm, giá từng đáp ứng từ 22-22.000Hz, pin 770mAh có thể tháo rời cho khả năng nghe nhạc không dây lên đến 16 tiếng liên tục và 21 tiếng liên tục khi sử dụng dây và bật tính năng chống ồn. Kết nối Bluetooth 4.2 aptX hỗ trợ jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng micro USB. Giá bán chính hãng 14.690.000 đồng, bảo hành 2 năm chính hãng của Ben & Olufsen.